nói về các kỹ thuật siêu âm tim mới thì không thể nói về siêu âm tim 3D nếu các bạn tham dự các buổi giao ban của viện tim mạch, với những khi mà chúng tôi báo cáo về những cái ca mitraclip hoặc là TAVI hoặc là bít tiểu nhĩ, thì các bạn thấy rằng là không thể không có siêu âm tim 3D được. Còn hàng ngày trong thực hành lâm sàng, trong đánh giá hoạt động các van tim, rối loạn chức năng van nhân tạo, trong viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, sùi loét, hở cạnh chân van, rồi các bệnh lý về tim bẩm sinh như thông liên nhĩ, thông liên thất, vân vân, chúng ta đều phải sử dụng siêu âm tim 3D. Và chúng ta biết rằng là cái lịch sử, tôi không cần phải nhắc lại nữa, là siêu âm chúng ta đi từng bước từ siêu âm TM, như bài đầu tiên chúng ta nói, đến siêu âm tim 2D. TM là chúng ta chỉ cắt ngang một đường qua thất được thôi, còn siêu âm tim 2D là chúng ta có một cái rẻ quạt, chúng ta quét được từ đáy tim cho đến mỏm tim. Đấy, thế còn siêu âm tim 3D là chúng ta cắt cả khối của tim. Và như vậy, đầu dò của siêu âm tim 3D chúng ta chỉ đặt tại một vị trí mà chúng ta có thể ghi nhận hình ảnh của tim trong không gian 3 chiều, khi mà tim đập theo các hướng khác nhau. Và đặc biệt là siêu âm tim 3D theo thời gian thực thì chúng ta nhìn thấy hoàn toàn tim đập và hình ảnh cấu trúc tim trong không gian 3D là real time. Chứ trước đây, cách đây độ mấy chục năm, khi mà tác giả Roberto Lang là người đầu tiên thực hành hiện siêu âm tim 3D thì ông ấy phải mất 56 giờ thì ông ấy có thể dựng được một cái hình 3D. Ông phải ghi các cái hình 2D từ rất rất nhiều mặt cắt, rồi các cái thời điểm, rồi người ta ông lại dựng một cái trục Z là trục không gian, sau đấy thì mới lại về tích hợp lại trên một cái máy tính, và sau 56 tiếng mới có được một hình ảnh siêu âm tim 3D. Còn bây giờ thì chỉ trong một tích tắc, chưa đầy 1/10 giây là chúng ta đã có hình ảnh siêu âm tim 3D với tim đập rất là đẹp rồi. Và các cái thế hệ nói đến siêu âm tim 3D, chúng ta không thể nói đến sự phát triển rất mạnh mẽ của công nghệ được với các cái thế hệ đầu dò, từ đầu dò siêu âm tim 3D qua thành ngực đến siêu âm tim 3D qua thực quản, vân vân, là thường là đầu dò chấn tử và đầu dò ma trận và đa chấn tử. Đây là các cái thế hệ đầu dò khác nhau. Và các bạn nhìn đây, hôm trước tôi đã nói về nguyên lý của vật lý của siêu âm tim, thì hôm nay mình chỉ muốn chiếu rõ là khi mình nói đến các cái chấn tử siêu âm để nó tạo ra và tiếp nhận các cái chùm tia phát đi và dội lại như thế nào, thì đây mình thấy là các chấn tử này nó xếp theo hình ma trận và có hàng nghìn chấn tử thì mới có thể tạo ra được hình ảnh siêu âm tim 3D. Và khi nói đến siêu âm tim 3D thì mình sẽ thấy ở đây cái slide này vô cùng quan trọng. Tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Thứ nhất là chùm tia siêu âm nó quét cho chúng ta theo những hướng nào, theo hướng hướng nào. Thứ nhất là quét từ trái sang phải, từ phải sang trái là lateral tear. Quét từ trái sang phải, từ phải sang trái như thế này. Đúng như cái hình siêu âm mà các bạn nhìn thấy trong các buổi thực hành. Cái thứ hai là rotate. Là quay như thế này, là rotate. Cái thứ ba là elevating, nghĩa là lật từ trước ra sau. Đấy, để các bạn hình dung nhé. Lateral, quét ngang, quét dọc, quét trái, quét phải. Rotate, xoay như thế này. Và elevate, lật từ trước ra sau. Như vậy thì các bạn mới có một quả tim hoàn chỉnh mà theo đúng không gian 3 chiều. Còn nếu mà chúng ta không có đủ các cái thiết bị để mà quét được như thế này thì chúng ta không thể có được. Và chúng ta biết rằng là siêu âm tim 3D đã được đưa vào khuyến cáo của Hội Tim Mạch Chẩn đoán Hình ảnh Tim Mạch Châu Âu, siêu âm và chẩn đoán hình tim Âu, cũng như Hội Siêu âm Tim Hoa Kỳ từ năm 2012 cho đến nay đã được 8 năm rồi. Và các cái ứng dụng được khuyến cáo của siêu âm tim 3D ở đây gồm có đánh giá thể tích thất trái, đánh giá giải phẫu van tim, đánh giá hẹp van hay lá, và các cái can thiệp nội mạch, ví dụ như là kẹp sửa mitraclip, thay van qua da, thay van van nội mạch chủ qua da, thay van hay lá qua da, rồi là bít thông liên nhĩ, vân vân. Thế còn những cái ứng dụng mà để đánh giá mà đang hứa hẹn thôi, chưa được chấp nhận hoàn toàn trong thực hành lâm sàng, đó là đánh giá khối lượng cơ thất trái, đánh giá thể tích thất phải, đánh giá giải phẫu van động mạch chủ, đánh giá hẹp chủ, thì đây là những cái hướng ứng dụng mà hứa hẹn trong thực hành lâm sàng, chứ chưa thực tế được đưa ra áp dụng vào các cái khuyến cáo.
Và những cái hướng mà còn đang nghiên cứu, còn chưa biết câu trả lời là yes or no, đó là gì? Hình dạng của thất. Ví dụ bảo xương tim 3D trong đánh giá hình dạng của ví dụ bệnh cơ tim phì đại chẳng hạn. Ui khó đấy, không phải đơn giản đâu. Đấy. Cái thứ hai nữa là đánh giá tái mất đồng bộ thất. Ví dụ mình có thể dùng 3D để đánh giá một bệnh nhân bị mất đồng bộ thất để chỉ định cấy máy tạo nhịp CRT hay không. Khó đấy, đang nghiên cứu, chưa biết, yes or no, nếu mà nghiên cứu mà negative là fail luôn, rồi đánh giá thể tích nhĩ trái, rồi là van, hở van hay lá, rồi các cái van cơ học vân vân, thì đó là những cái hướng còn đang nghiên cứu rất là mới, tuy nhiên nếu bạn nào mạnh dạn đi vào những hướng này, có thể được các cái giải thưởng lớn. Đấy. Còn đây là các cái vấn đề về kỹ thuật để đánh giá để mà chúng ta thực hiện xương tim 3D thì bao gồm có là một nhát bóp hoặc là nhiều nhát bóp. Như vậy cho dù bệnh nhân bị rối loạn nhịp hay không bị rối hay là nhịp xoang, chúng ta vẫn đều làm được xương tim 3D. Chúng ta biết là khi mà làm chúng ta phải mắc điện tâm đồ, phải dựng hình theo các chu chuyển của tim. Vậy thì vấn đề về nhịp tim là vấn đề mà chúng ta phải quan tâm. Nhưng mà từ trước đến nay mình vẫn lo lắng là khi mà bệnh nhân bị rối loạn nhịp thì mình sẽ bị các cái hình ảnh nó nhiễu. Vậy thì ở đây nó có cái mốt là mốt single beat, nghĩa là với một nhát bóp mình cũng có thể dựng hình được xương tim 3D. Và mình có thể có các cái mốt xử lý ảnh, ví dụ phóng tại tập trung là zoom, ví dụ góc quét rộng, góc quét hẹp, ví dụ như là live 3D là hình ảnh là góc quét hẹp. Thế còn wide angle là góc quét rộng hoặc 3D màu vân vân. Còn đây là ví dụ về các cái mode, ví dụ mode phóng đại tập trung là mình sẽ nhìn tập trung vào một cấu trúc, ví dụ như van hay lá, ví dụ như van động mạch chủ, ví dụ như lỗ thông liên nhĩ, hoặc ví dụ như các cái tổn thương sùi loét vân vân. Còn để live 3D là góc quét hẹp. Góc quét hẹp nghĩa là mình góc quét của mình chỉ 30 x 60 độ thôi. Thế còn góc quét rộng hơn là 90 x 90 độ hoặc là 90 x 80 độ, tùy 85 độ, tùy các cái nhà sản xuất, thì mình sẽ góc quét rộng hơn. Và với góc quét rộng này thì người ta phải tích hợp các cái nhát bóp của tim khác nhau liên tiếp nhau, ví dụ độ khoảng 6 nhát bóp 4 nhát bóp, để người ta đưa vào một cái khối này. Và như các bạn nhìn đây, đây là sự khác nhau. Đây là góc quét hẹp là live 3D. Thế còn phóng đại tập trung là mình sẽ nhìn vào một cấu trúc nhỏ. Còn góc quét rộng là bạn sẽ có nhiều cái tần, nhiều cái chu chuyển tim bạn phải ghép với nhau. Như vậy nếu mà bệnh nhân mà nhịp tim quá nhanh, hoặc là bệnh nhân thở nhanh, hoặc có một số yếu tố về kỹ thuật thì đôi khi nó cũng có gây nhiễu. Thì những lúc này thì mình phải dùng cái mode single beat. Đấy là tôi giới thiệu với các bạn những cái... Đây là minh họa của mode phóng đại tập trung là zoom mode, là mình sẽ tập trung vào một cấu trúc mình thăm dò. Thì ví dụ zoom mode thì mình sẽ xem về van tim, xem về thông nguyên nhĩ, thông nguyên thất, hoặc những cấu trúc nhỏ mà di vận động rất là nhanh, ví dụ sùi, hoặc là những tổn thương như là sa van vân vân. Đó. Thế còn live 3D là góc quét hẹp thì mình có thể quan sát cũng là van tim rồi buồng tim. Thế thì mình có thể đây live 3D thì mình có thể quan sát được van tim rồi buồng tim vân vân. Thế nhưng mà khi mà mình muốn phân tích đánh giá thì mình sẽ phải làm là 3D zoom, tức là phóng đại tập trung. Đấy, đây là hình ảnh phóng đại tập trung xương tim quan thực quản của bệnh nhân. Đây là van động mạch chủ, mình nhìn 3D này, nhìn đây là lá vành trái, lá không vành và lá vành phải, đây là lá vành trái, lá không vành, lá vành phải. Đây là trong thời kỳ tâm trương, trong thời kỳ tâm thu, các bạn thấy rất là đẹp, hình ảnh đẹp như là mổ tim ra vậy. Thực tế là như thế, nếu các bạn đứng nhìn chúng tôi làm xương tim 3D các bạn sẽ thấy đúng là như vậy. Thế đây là hình ảnh xương tim 3D phóng đại tập trung vào van động mạch chủ. Thế còn đây là phóng đại tập trung vào van hai lá. Đây là gồm có lá trước và lá sau và van động mạch chủ ở vị trí 12 giờ. Thế còn đây là mình làm góc quét rộng, là mình cắt cả khối 90 x 90, sau đó thì mình mới cắt nhỏ các cái hình này ra để mình phân tích. Cắt cả khối xong mình mới trẻ ra thành các cái lớp để mình phân tích xem là thông nguyên nhĩ ở đâu, thông nguyên thất ở đâu, van tim như thế nào, vân vân. Thì những cái này nó đi quá sâu vào kỹ thuật, ở đây tôi chỉ giới thiệu để các bạn nắm được thôi, và tôi cũng không yêu cầu các bạn phải thực hiện được xương tim 3D, chỉ cần các bạn nắm được và biết để mà còn chỉ định cho bệnh nhân. Ví dụ xương tim 3D
Mức phóng đại tập trung ở đây mình nhìn vào, đây là lá trước, đây là lá sau, van hai lá, đây là tiểu nhĩ, đây là động mạch chủ. Nhìn thấy rất là rõ, đây ạ, đây là động mạch chủ, đây là tiểu nhĩ, đây là nhĩ phải, đây là lá sau, gồm có từ mép sau, gồm có vùng P3, P2, P1 và đây là lá trước. Với siêu âm tim 3D mình cũng có thể sử dụng mốt X-plan là mốt hai mặt cắt vuông góc với nhau, tức là hoàn toàn vẫn là siêu âm 2D. Thế nhưng mà mình có hai mặt cắt vuông góc với nhau, hai mặt cắt vuông góc với nhau, như vậy đầu dò mình không phải xoay mà cùng một lúc mình có thể quan sát được nhiều mặt cắt. Điều này vô cùng quan trọng. Quan trọng ở chỗ mình có thể đánh giá vận động vùng thành tim. Rồi đối với van tim thì mình xem cái gốc của dòng hở nó nằm ở đâu và có mấy dòng hở. Ví dụ bệnh nhân này mình nhìn một mặt cắt mình thấy có dòng hở nó nhỏ như thế này thôi. Thế nhưng mà mình dùng một expand là mình dùng một cái mặt phẳng nữa, vuông góc với mặt phẳng hiện tại chuẩn này và cắt dọc ở đây thì mình sẽ bổ ra thì mình sẽ thấy là rõ ràng đây là theo chiều lateral, tức là theo chiều trái phải thì dòng hở nó chỉ nhỏ như này thôi, nhưng mà bổ ra theo chiều trước sau, theo chiều lật trước sau thì cái dòng hở nó lại lớn như thế này. Như vậy là mình lượng hóa hở hay lá chắc chắn là nó phải có sự thay đổi trong việc kết trả lời kết quả của mình, chứ không phải đơn giản chỉ là hở hay lá ở mức độ vừa hay nhẹ như thế kia nữa. Và như vậy là không chỉ ứng dụng trong hở hay lá, hở chủ, hở các cái van tim khác thì mình dùng cái mặt cắt X-plan cũng rất quan trọng. Hoặc đây là mình đánh giá tiểu nhĩ trái mà dùng mặt cắt X-plan thì tức là hai mặt cắt vuông góc với nhau thì mình có thể khảo sát rất kỹ xem có huyết khối trong tiểu nhĩ trái hay không. Và với mặt cắt X-plan này thì mình cũng xem là van hay lá này nó tổn thương là xa van hay võng van, xa mấy vùng, vân vân. Rồi đồng thời với hai mặt cắt vuông góc thì mình cũng thể hướng dẫn được vị trí chọc vách liên nhĩ một cách tối ưu trong những trường hợp mà bác sĩ điều trị can thiệp bằng RF thì rất cần phải chọc vách liên nhĩ, hoặc là nong van hay lá, hoặc là kẹp sửa van hay lá qua da thì cái thì chọc vách liên nhĩ là vô cùng quan trọng, hoặc biết tiểu nhĩ thì cái thì chọc vách liên nhĩ vô cùng quan trọng. Mà nếu các bạn không có X-plan, không có 3D, các bạn cứ loay hoay thì cũng không biết được là chọc ở vị trí nào là tối ưu. Thì đó, đó. Còn đây là single bit và multi bit. Single bit là mình chỉ lấy một mặt cắt, một nhát bóp thôi, còn multi bit là mình lấy nhiều nhát bóp. Thì khi mình lấy nhiều nhát bóp thì mình sẽ phải sử dụng các cái đánh dấu điện tâm đồ gọi là target ECG hoặc trigger ECG, thì nó sẽ một số máy nó sẽ có cái hiện tượng gọi là dính hình, nhiễu hình nếu mà bệnh nhân thở nhanh hoặc là bệnh nhân có các cái, đây ví dụ như đây là dính hình đấy ạ, đấy dính hình thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thành nhiều các cái, như ở trên tôi chiếu cái nhiều khối pyramid xếp cạnh nhau ấy, nó không thể tổng hợp và tích hợp lại thành một khối chung được vì nó có bị nhiễu, thì lúc đấy là nó sẽ xảy ra hiện tượng dính hình. Nhưng mà tuy nhiên các hệ thống của máy Siemens thì rất thông minh thì nó khắc phục được nhược điểm này đó. Thì còn khi mà mình cho siêu âm màu vào thì mình có siêu âm 3D màu. Thì khi có siêu âm 3D màu lát nữa tôi sẽ nói thêm thì nó sẽ ưu điểm như thế nào. Thế còn đó là đánh giá cấu trúc tim. Còn đánh giá chức năng tim thì mình thấy là chức năng tim mình cũng thấy ưu điểm của siêu âm tim 3D là mình quan sát được tất cả các cái góc, các cái mặt cắt khác nhau mà lại đầu dò mình không phải thay đổi, không phải xoay đầu dò. Bởi vì như vậy trong cùng một nhát bóp là mình quan sát được nhiều mặt cắt và đồng thời mình có thể cắt ngang từ đáy tới mỏm. Các bạn lưu ý, ở đây là mình cắt từ đáy tới mỏm là có 9 mặt cắt, mà có những máy là chúng ta có thể cắt được 12 mặt cắt với độ phân giải rất là tốt. Trong khi cộng hưởng từ hạt nhân mình chỉ có thể cắt được 6 mặt cắt thôi. Các bạn lưu ý rằng nếu mà độ phân giải của máy siêu âm 3D mà tốt thì mình sẽ có được các hình ảnh nó cũng tương tự như cộng hưởng từ hạt nhân với những lát cắt mỏng hơn. Và mình có thể cắt bổ dọc trái phải trên dưới, cắt dọc cắt ngang tùy theo ý mình. Cái này rất là linh hoạt và khi làm các bạn thấy là lúc này mình hoàn toàn làm chủ không gian và mình quan sát được tất cả các ngóc ngách của tim và các cái mặt cắt khác nhau của tim, cắt đứng dọc, đứng ngang, nằm ngang, vân vân. Đó. Thì đây là tôi luôn nghe những cái vấn đề về điều chỉnh nút. Đây là siêu âm 3D màu. 3D màu cho đến nay những cái sự phát triển công nghệ về dòng chảy trong siêu âm tim 3D thì nó chưa cho phép mình đánh giá mức độ hở trên siêu âm tim 3D mà dựng khối màu 3D. Tuy nhiên là với siêu tim 2D mà màu mà lại cắt
các cái mặt cắt vuông góc với nhau thì mình có thể dựng, mình có thể cắt được cái diện tích lỗ hở, ví dụ van hay lá. Nếu mình đo đường kính của lỗ hở thì nếu trên một mặt cắt thì mình không thể khảo sát hết được, ví dụ lỗ hở nó méo mó hoặc là nó lại hở nó trên một mặt phẳng thì nó lại, đây ví dụ chúng ta thấy diện tích lỗ hở, cái lỗ hở này chẳng hạn, nó có chỗ hẹp chỗ rộng mà mình lại đo phải chỗ hẹp thì rõ ràng là mình không lượng giá hết được. Vì nếu mà như vậy, nếu mình có cái mặt phẳng mà cắt ngang qua lỗ hở, mình đo được diện tích của lỗ hở này ở tại cổ của dòng hở thì nó sẽ khách quan hơn là mình chỉ đo một mặt cắt trên xương hai bình diện mà thôi. Và đây là trong đánh giá chức năng thất trái, nếu xương tim 3D có tiêm chất chẩn tản âm, khi người ta so sánh với cộng hưởng từ hạt nhân, người ta cũng thấy có mối tương quan tuyến tính chặt chẽ với phân số tống máu đo trên cộng hưởng từ. Còn đây là ứng dụng trong một số các cái bệnh lý, ví dụ như tim bẩm sinh, các bạn nhìn thấy đây là lỗ thông nguyên nhĩ, nhìn theo đây là nhìn từ bên phải sang bên trái, ở phía trên này là tĩnh mạch chủ trên và dưới là tĩnh mạch chủ dưới, đây là lỗ thông nguyên nhĩ, nhìn rất là rõ. Và cũng đây là lỗ thông nguyên nhĩ, nhìn vào bởi các cái mặt cắt giữa 2D khác nhau rồi dựng hình 3D, nó thấy là nó nhìn thấy rất rõ lỗ thông nguyên nhĩ. Trước đây nếu mà chúng ta không có siêu âm tim 3D, chúng ta chỉ biết được một cái khoảng trống echo này, gọi là drop out echo này thôi, mà mình không biết hình dạng của lỗ thông. Lỗ thông nó có thể có hình tròn, nó có thể hình oval, nó có thể hình tam giác. Những điều này vô cùng quan trọng để bác sĩ tim mạch can thiệp, người ta lựa chọn cái dụng cụ, cái dù để người ta biết đồng thời cái hướng của lỗ thông như nào, nó độ chẹo, cái độ giờ, cái ví dụ nó hình oval này, nó nằm chéo hay là nó nằm ngang hay nó nằm dọc để người ta xoay cái dù cho nó phù hợp. Thì cái này siêu âm tim 3D rất là quan trọng trong việc giúp cho bác sĩ định hướng sử dụng dụng cụ và xoay và đặt dụng cụ ở trong can thiệp vít thông nguyên nhĩ. Tuy nhiên là để mà đưa cái việc siêu âm tim thực quản 3D hướng dẫn thủ thuật can thiệp thành thường quy thì cũng phải cần một thời gian, vì các bác sĩ Việt Nam mình vẫn quen kinh nghiệm làm chỉ có dùng chất cản âm thôi và không có siêu âm hướng dẫn. Và đây là cái dù mà mình biết thông nguyên nhĩ, mình nhìn trên siêu âm tim 3D rất là rõ. Còn đây là thông thi lên thất nhìn trên siêu âm tim 3D. Đấy. Vừa cắt vừa nhìn ang fast view và vừa nhìn cắt dọc cắt ngang. Đây là thông nguyên thất và đây là mình biết dù biết thông nguyên thất bằng dụng cụ. Đây là trong các bệnh van tim thì cái này mình đã nói rồi. Đây là một số hình ảnh minh họa thôi, còn đây là van động mạch chủ. Mình dùng siêu âm tim 3D mình có thể đo được các cái khoảng cách từ van động mạch chủ cho đến chỗ vào động mạch vành để mình lựa chọn các cái dụng cụ mình trong thay van động mạch chủ qua da để mình làm sao mình không bị bít phải cái động mạch vành, không gây nhồi máu cơ tim. Rồi siêu âm tim 3D cũng giúp đánh giá van ba lá nữa, vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu các bạn không có 3D, các bạn chỉ dùng 2D đánh giá siêu âm tim van ba lá thôi thì chắc chắn là có nhiều cái sai số. Vì là mình biết là mình gọi là van ba lá nhá, nhưng thực ra thực tế có bệnh nhân có 6 lá van, có bệnh nhân có 8 lá van. Đấy, van nó có nhiều thùy nhiều múi chứ không phải nó có ba lá đâu. Cho nên mà mình nhìn mình cứ nghĩ là ba lá đấy là từ cổ điển rồi, cho nên là lúc này rất cần được thêm tim 3D nếu mà các bạn đánh giá kỹ nhé. Cái này sau này sẽ hướng dẫn thêm. Rồi đây là đánh giá van động mạch chủ, đây là siêu âm tim 3D trong kẹp sửa mitral clip. Đây là đánh giá sau khi bệnh nhân đặt vòng van nhân tạo xem là có hở cạnh chân van hay không. Đấy, đây là bệnh nhân này bị bật cái van nhân tạo như này, đấy bị bung ra tuột mũi chỉ và hở cạnh chân van rất là lớn như này. Còn đánh giá mức độ hở van tim thì ở đây ở trên mình đã nói rồi, mình nhìn thấy đây nhé, ví dụ như là cái diện tích của lỗ hở, nó cái hình này rõ ràng là hình oval, mà mình đo phải cái đoạn dài này thì rõ ràng là hở hai lá nhiều, mà mình đo phải cái đoạn ngắn này thì rõ ràng là hở hai lá nhẹ. Cho nên là các bạn thấy là việc dùng siêu âm tim 3D quan trọng như thế nào. Còn đây là quy trình làm siêu âm tim 3D, khi nào các bạn vào học thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể. Thì tóm lại trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ thì tôi đã cùng với các bạn chia sẻ những cái hai cái kỹ thuật mới nhất về siêu âm là siêu đánh dấu mô cơ tim và siêu âm tim 3D. Các bạn thấy là đều ứng dụng rất là rộng rãi.